Câu cuối cùng là già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tính là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui. Này thật vui không? Thật vui nhưng vui nổi không? Hả? Vui nổi không? Thật vui đó, nhưng mà làm được như vậy là thật vui, nhưng mà nó không phải là cái tầm của chúng ta. Thì thôi gán bò, già cũng gán làm. Nhưng mà tôi nói với các vị là già dễ giữ giới. Ví dụ như trong năm giới có giới tà dâm ngoại tình, cỡ 80 tuổi giữ dễ chưa? Nói chung là không hẳn tuyệt đối, nhưng mà dễ rồi đó. Bắt đầu dễ chưa? Dễ. 19 đôi mươi thì khó chứ, 80 rồi giới lực của Phật dễ nhăn ớt vậy con. Hãnh diện tự hào để nói, và hay lấy câu đó để răng dạy mấy đứa nhỏ: mày lấy gương tao nè. Có phải không? Nhưng mà xin thưa với các vị, khi vừa rồi mình đọc những cái tờ báo mà mình thấy rằng 85 tuổi ông già này ổng đi với một cái người mà ta gọi là phụ nữ ăn xương đó mà. Và khi mà đưa này lên mặt báo thì tôi nghĩ rằng cái này nó không nên chút. Có thể là bản thân ông được tự do và người khác cũng được tự do thì quyền của họ. Nhưng mà đây là nói ra để chúng ta cũng học tập rằng là nếu chúng ta không có sự tu tập và cân nhắc thì thật sự mà nói độ tuổi nào cũng rất khó làm tròn cái những lời Đức Phật dạy, dù những điều đó là như một quy luật. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập thì tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Chúng ta chỉ cần ở một độ tuổi tương đối là chúng ta có thể là sống tốt được rồi. Thì cái này nói ra để chiêm nghiệm giữa cái mặt nhìn của xã hội thế gian về sự tu tập thôi. Cũng giống như một bài giảng nào lâu lắm rồi tôi nói với các vị là cái bà này 90 tuổi rồi, khi các con mà người nước ngoài, các con hỏi bà là bây giờ là bà thích cái gì trong ngày sinh nhật, thì bà thích cái gì phải không? Bà cần một vũ nam thoát y cho bà, vậy thôi. Như vậy cái này về mặt xã hội luật pháp sai không? Họ không có sai. Nhưng mà đối với vấn đề tu tập, chúng ta nhìn chúng ta thấy nó không phải sai, mà chúng ta thấy nó cái gì đó nó tội tội một con người. Chúng ta nhìn như vậy thì thật sự mà nói đây là cái nhìn từ con người học Phật chúng ta. Với một độ tuổi mà nền văn hóa Á Đông, chúng ta nhìn cái đó nó đã không bình thường rồi, chứ đừng nói là nhìn tới cái nhìn của Phật Pháp. Và chúng ta cảm nhận rằng là từng độ tuổi này mà có những cái khát khao hay là những ước mơ như vậy thì nó lại có cái gì đó nó không hay cho cuộc đời của chúng ta hôm nay và ngày mai. Phải nói là như thế. Thì đây là tôi nói với các vị một số các vấn đề mà chúng ta tiếp nhận được cái hình ảnh thực tế của xã hội để chúng ta kinh nghiệm, chứ không phải là cười chê ai, để chúng ta suy gẫm lại lời của Đức Phật. Cho nên ở đây ngay cái câu mà già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, người có lòng tin chân chánh thì cái này là quá tuyệt vời rồi. Lòng tin này không bị tà kiến, không bị sai lầm, không bị bởi những sự tác động bởi những cái mà lệch lạc khác là quá tuyệt vời rồi. Đây là con đường nhìn nhận như một cái nhìn có chánh kiến, đã nhìn lên cái thấu đạt được chân lý của Đức Phật. Đầy đủ trí tuệ là vui, cái này còn gì nữa nói. Và không làm điều ác là vui, đúng không? Câu này nó nằm trong cái câu đầu tiên của cái lời Đức Phật là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thì chư Phật giáo đó. Đây là cái chúng ta kết lại những cái câu này, tôi đã giảng nhiều rồi, tôi không cần lặp lại với các vị hơn nữa.